tình cờ, thật là bất ngờ mà Giang Công Ngọc lại lấy người bạn thân của tôi. Và chúng tôi thì lúc trước là những người nghệ sĩ chưa hiểu nhau lắm, mà bây giờ lại không hiểu nhau, cố mà phải hiểu, không muốn gặp thì ngày nào cũng phải gặp, đặc biệt là lúc mà tôi vào thành phố Hồ Chí Minh. Và thực sự là đây cũng là một cái ngày mà chúng tôi cũng đã chờ đợi rất là lâu rồi. Thì bản thân Ngọc cũng vậy, khi mà đã có em bé năm ngoái, và rõ ràng trong cuộc sống hiện đại này thì chúng ta càng có cái gì chắc chắn và càng yên tâm bao nhiêu thì đến với nhau càng bền vững bấy nhiêu. Chính vì thế mà tôi nghĩ là đây sẽ là một đám cưới tuyệt vời dành cho những người tuyệt vời. Đứng đây nè, em đứng đây đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không có đèn. Dữ lên này, đây lung tay dữ. Trời cái này quay chụp đi gì gì không cái cây ngay giữa nè, cái là phần mà nhiều vàng nhất trong đời, chưa bao giờ trong đời mà đeo nhiều vàng như giờ. Hỗ trợ cho bà. Không, phải mở này ra không? Mở sao?
Con khi mà bắt đúng quá, bắt đúng. Bắt đầu đeo vàng thì con đỡ luôn rồi chứ. Mày cũng đúng thì chứ không đúng. Cái này không? Gia đình mình chụp một tấm luôn à. Rồi, đây mọi người nhìn con luôn à. Rồi, đây mọi người nhìn con luôn à, mình nhìn mấy giữa à. Đây à. Dạ rồi. Dạ ok. Xong. Mời chồng nặng lên đây là Rồi hai người cùng đưa lên mời. Rồi cháu bước sáng này xong cùng chắp tay đều nè. Cái này phải là 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 cái này phải
Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ mình vô còn quá. Mời chú. Cái kia cũng lẹ cát rồi. Dính không? Dạ rồi, mọi người nhìn con luôn ạ. Con nhìn mấy cô? Dạ đây, nhìn con ạ. Xong rồi ạ. Quá. Đứng ở kia kìa. Là. Bây giờ cho Cường đứng chụp luôn đi cho nó lấy rồi rớt luôn. Không cần. Mọi người nhìn máy em nha. Gửi lên đi em. Nhìn máy ở giữa nha mọi người. Nhìn máy quay giùm em nha. Rồi đây mọi người nhìn đây nha. Máy chụp nha. Rồi đây nhìn đây nha. Nhìn đây các mọi người ơi. Chở thêm người có ai chở ai không? Không có gì xe buýt vô thôi.
Em lấy cái máy xa kia. Chúa được tới. Anh bật cái đèn ở chỗ nên cái mặt anh bị tối với ngọc nhiều quá cho cái chỗ anh sáng. Ok, đi nha, đi nha.